Wow. Lời đầu tiên con xin kính chào tất cả các thầy cô. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ Bắc Ninh ạ. Sau đây con xin trình bày ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng ạ.
Chào Tuấn Tú. Tên với mặt giống nhau nha. Tuấn chào Tú con. Dễ thương. Con chào thầy ạ. Bây giờ Đào Duy muốn được hỏi đầu tiên là tại sao trong suốt quá trình bé nó hát, thầy Quốc Đại bưng mặt khóc vậy? Ngủ. Cái gì ngủ? Có ai mới ngủ dậy mà mặt tươi vậy không? Mặt vẫn tươi có nghĩa là rất là nhập tâm vô giọng ca của con. Nhưng hôm nay con chưa hát đúng cái lực của con. Khi mà mới vào đầu con hát rất tốt, rồi cái đoạn giữa thì con lại hơi đuối xíu. Sau cái quãng gian tấu con nghỉ một xíu thì con lại lấy lại cái lực. Và cái nửa bài cuối con hát tốt hơn cả nửa bài đầu luôn. Nên thầy quên bấm luôn. Dạ, cũng may là cô Thảo đã bấm cho thầy. Nhưng mà chưa bấm thì giờ thầy bấm cũng được vậy. Đúng không? Nhưng mà lý do gì khiến cho cô Xuân Thảo quyết định nhấn nút ở những giây cuối cùng ạ? Thật ra thì cô thấy là con về với đội của chú Đại rất là hợp. Khi mà con hát là cô đã nổi da gà nên cô phải bấm. Cô quyết định Đại luôn. Cô tự bất chấp luôn là cô bấm và để cho chú Quốc Đại bắt buộc phải giúp cho con. Giúp cho con thôi. Có vẻ là cô Xuân Thảo quên mất một điều rồi. Không phải bên tay trái của cô Xuân Thảo biết hát đâu mà bên tay phải của cô cũng biết hát nha cô nha. Ở cái lớp của bên Nhi Sắc Nhí này cái gì làm cũng được. Thầy chứng minh thầy đi. Thầy cô nào thầy làm cũng thầy được. Thầy chứng minh đi. Thầy Lộc chứng minh liền. Thầy Lộc. Mời thầy Lộc. Con ơi, nãy con ca cái câu gì đó? Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Cố lên nha. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Gì anh? Biết ai? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Lấy tòng sao ta không biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ cái gì anh lại thôi để anh hát câu tiếng bè đi. Em tự tin theo tiếng bè nước nở. Tiếng bè đi. Tiếng bè nước nở buồn hơn tiếng lòng. Tiếng bè nước nở buồn hơn tiếng lòng. Rồi. Trời ơi, nghe chữ lòng một cái là nó nhói trong lòng rồi. Thầy Quyền thử đi thầy Quyền. Thầy Quyền không có lẽ được không đâu con. Thầy Quyền, nó hát cái lòng nằm ở cái khúc ruột non. Con nhỏ thầy Lộc hát cái lòng nó rớt xuống ruột già. Thì đúng rồi, con nhỏ thì là ruột non. Không thì lớn thì ruột già là đúng đó. Dạ đúng rồi, mình nghe cái chữ lòng thấy buồn rồi. Còn riêng đối với thầy Nam Cường, quyết định rất nhanh chóng ngay từ khi bé hát những cái câu đầu tiên. Có lẽ là bởi vì thầy cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ bé đúng không ạ? Tại sao thầy ngồi im lặng nãy giờ? Thầy không có nhoi nhoi gì giống như bình thường. Bởi vì sao? Con khiến thầy bị lặng đi khi mà con hát rồi. Rất nhiều tiết mục thầy bị lặng lắm á con. Và khi con hát mà cất ngay cái câu đầu tiên lên đã chiếm được trái tim của thầy rồi. Thầy thích dòng nhạc này cũng như thích con. Thì khi mình thích một cái điều gì đó rồi thì chắc chắn mình sẽ toàn tâm toàn ý, mình dành cho cái đối tượng đó rất là nhiều tình cảm. Thật sự thầy rất mong có thể có con ở trong đội hình của thầy. Thầy không chỉ là mạnh ở những cái dòng nhạc trẻ hay gì đó, và ngay cả dòng nhạc này hay là dòng nhạc dân ca, thầy vẫn có thể giúp cho con được. Cảm ơn thầy Nam Cường. Con có cả hai lớp học, lớp nào cũng muốn mời con về hết. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đoạn nhạc, sau đó con vừa hát và giống như là con đang đi vào trong sân trường vậy đó. Con thích lớp nào, con vô lớp đó. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chưa chan tình. Ngày mai xa cách hai đứa này ơi, một lần vui nhau vẫn dần. Ta từ là hết người ơi. Anh Nam Cường cũng không giấu được cảm xúc của mình đúng không ạ? Chị gì đang xảy ra anh vậy? Xin chúc thầy con được vào lớp ạ. Trời ơi, khiên con vô luôn á, khỏi xin hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cảm xúc tiếp theo cùng với thử tài siêu nhí. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay tại Bến Phà xã Phước Khánh,
đợt tạp kỹ vui nhộn quân năm tài tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ. Với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơn rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi nè nè, đội mão vô nè con. Rồi nè bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này hen, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông quầy lên ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho bận vừa y chờ. À được, ủa tôi có Thanh, sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt, ngồi nghỉ. Cha thế con. Rồi, chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị chưa? Rồi, lên, 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 vô, chuẩn bị nghe. Mở màn. Giặc sấm lăng đang tràn sang cõi bờ, vẫn làm trai ta đâu thế ngồi yên. Tạm biệt phu nhân, ta sống lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù bần bần, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ, bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Xe xua kim ngàn đời không vội vai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Buông trống mà trống lên, bay đồn đà đã đến lúc ngăn gia khu, xin giữ lời thề khi ngàn sông nước tung đôi cánh chim bằng. Hẹn gà vui non nước, thanh bình cho mọi nhà. Dắp té, xin lỗi bà con nghe, không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nghe. Dạ xin cảm ơn, bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nghe, bữa khác quay lại con nghe. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi. Hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa ha. Đi đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ hả? Vậy tao lột được. Ăn rồi, ăn chia qua đây con.
Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Đâu đâu đâu, chút cha ăn sau, tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ. Rồi đó. Rồi rồi. Dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi. Thôi, ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó. Phần của em đâu? Nè. Nè. Cái gì trời? Cái này á hả? Ờ. Con chạy cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kép chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà nó xin? Em chết kỹ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đánh gặp cha, giờ xin con về ở với mẹ, mà cha dứt quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái vai kép chính này đây. Mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Cha! Yeah! Ờ đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này. Nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cho nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Thưa cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi con ruột theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Càng tiều tùy sắc thân.
Đừng bỏ cha nghe con ơi, đừng bỏ mấy anh chị.
Đây là một tiết mục mà tất cả mọi người khi mà xem không thể nào cầm lòng được, không thể nào mà có thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thứ nhất đó là bởi vì có lẽ là sự kết hợp quá tuyệt vời của tất cả các con đã hỗ trợ cho Quách Phú Thành. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chú nhìn thấy đó là cái tình của ông Năm. Cái tình của ông Năm các con đã gửi gắm vào trong cái câu chuyện này. Và ông Năm đã hỗ trợ cho các con rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, người thầy của tất cả các bé. Thanh Hằng cũng xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Ông Năm đã làm một cái dấu ấn cho cải lương tuyệt vời quá. Quách Phú Thành, cái tiết mục này con diễn rất là hoàn hảo, mà gọi là xuất sắc luôn nữa. Một lần nữa, cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ở đây thì tiết mục đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Với cái Donny đóng giày này, em đã khai thác hết tất cả những cái thế mạnh để em dồn vào cho Quách Phú Thành. Từ cái hài đầu tiên cho tới cái vai diễn ở trên sân khấu, những cái tính cách em thay đổi liên tục. Em làm cho nó không có bị một màu. Và trong những cái lúc diễn đó, em phô được cho mọi người thấy là một cái người học trò của em giọng hát như thế nào, nhịp nhàng ra làm sao, bài bản em cũng đổi liên tục. Riêng về Quách Phú Thành, con may mắn khi có ông Năm bên cạnh con, một người lúc nào cũng tâm huyết với nghề. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Quách Phú Thành hát hài ca bi, chinh diện rồi phản diện, thể hiện diễn xuất điêu luyện, tuyệt đỉnh cho đến tuyệt vời. Ở đây thử tài siêu nhí có thể là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nó gần kề, nhưng con đã đạt một đỉnh trở thành người chuyên nghiệp trong khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy sao? Chúc mừng, ta đã yêu nhau, cùng nhau gặp gỡ trong ngày hôm nay. Ta hãy nghe coi các vị giám khảo dành cho con mấy điểm nè. Cô Thanh Hằng, cô sẽ dành cho Quách Phú Thành bao nhiêu điểm? 10 điểm! Cảm ơn cô! Xin mời giám khảo Hoài Linh. Không, cho chục người cũng kỳ. Tại vì tôi cũng có một cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi ngắt bớt bớt hai. Tôi lấy thập. Chứ không có lấy 10, không lấy chục, mà thập. Tôi lấy thập. Thập là nhiều biết không con? Thập là nhiều con biết không? 10. Đó là 10 điểm. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh vì cái điểm thập. Chúc mừng Quách Phú Thành và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Cảm giác của con trước khi thi cảm thấy rất là hồi hộp luôn. Tại vì bài của con thì nó rất là cao, nhưng mà con lại phải ngồi chờ trong máy lạnh trong thời gian lâu á. Con sợ khi lên sân khấu con bị rè tiếng nên rất là hồi hộp. Chị hai, chị đi chậm quá trời ạ. Con bé này, em bắt chị xách cái cặp cho em nặng gần chết vậy nè. Sao mà chị đuổi thêm cho kịp không biết nữa. Gần về tới nhà rồi đó. Thôi em chạy ù về, lo thay đồ tắm rửa, ăn cơm là đi học bài đi. Nhớ là không được đi đâu chơi lung tung hết nha chưa. Dạ. Mà này hai ơi, chiều nay á em không có học, hay là hai cho em phụ hai một ngày nha. Không có được, chị đã nói với em rồi. Em á, chị có việc là học cho thiệt là giỏi thôi. Còn mấy cái chuyện nặng nhọc này cứ để cho chị lo là được rồi. Thôi mà hai. Không cho được. Cho em phụ hai một ngày thôi mà. Năn nỉ rất thương nhiều nha. Con bé này lì ghê vậy luôn nha. Thôi được rồi, một lần này thôi á. Dạ. Mà em phải hứa với chị á là em chỉ được đi vòng vòng trên cạn thôi, không được đi ra ngoài sâu nha chưa. Dạ. Của em nè, nhớ lời chị dặn đó nha chưa. Dạ. Thank you.
dòng sông nước lớn, nhưng bây giờ em ở đâu? Xa xa cánh cò về tổ ấm. Đêm xuống bên đôi nhưng em đâu rồi? Này của ông Năm Hữu Quốc vẫn không thể nào mà không rơi nước mắt, bởi vì cái phần diễn xuất của con cũng như là cái giọng hát của con rất là hay. Và cảm ơn anh Hữu Quốc đã cho một cái kết có hậu. Dạ. Anh đã làm khác đi so với rất nhiều những cái phiên bản trước đây mà Đại Nghĩa đã từng xem qua. Cảm ơn anh. Và xin mời các vị giám khảo, mời giám khảo Hoài Linh. Con không có hát rập khuôn như các cô, các chú, các anh chị khác. Con xử lý cái bài này nó có cái chất riêng của con. Chú thích cái chỗ mà em ơi bỏ chị lại, thì cái chữ bỏ đó con thả rất là hay. Và trong cái giọng hát của con nó có cảm xúc. Cái cảm xúc đó không phải học ra mà có. Nó có từ trong cái bản năng của mình. Và chú chúc mừng con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rất là dễ thương và rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và với giám khảo Quang Lê, một người gắn liền với dòng nhạc trữ tình quê hương, thì giám khảo Quang Lê thấy bé trình diễn ca khúc này như thế nào? Về cái bài này á, thì có thể là một số người lớn đi trước đã để làm cái ấn tượng quá mạnh rồi. Cho nên khi mà con hát lại mà con không có giống những người trước, cái đó là cái mà mạnh dạn mà chú phải có lời khen, vì con không giống người trước mà con có cái riêng của con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và xin chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt. Con thấy các anh chị hát rất hay, mà con không biết là có được vô vòng trong không nữa. Con cứ đem hết khả năng của mình để trình diễn cho ban giám khảo xem. Ai bên tráng trồn cóc ngâm xoài lát đây? Ai bên tráng trồn cóc ngâm xoài lát đây? Các anh chị ơi, mua giùm em bánh bò, bánh tiêu, giò cháo quẩy nè. Bánh bò, ai, bánh tiêu, giò, cháo quẩy đây. Cô Thanh Hằng ơi, mua con cái bánh bò, bánh tiêu đi cô ơi, sáng dễ quá.
đó chị. Trời ơi, thế bán cái gì mà giò cứ chéo quẩy qua một bên là sao? Đây nè, chị ngồi xuống đi rồi tôi nói chị nghe. Giò cháo quậy á là này nè, chứ không phải là mình ngồi và mình chéo quẩy qua một bên, chị hiểu không? Hả chị? Tôi biết rồi. Giò chéo quẩy là cái này, chứ không phải là ngồi mình lấy giò mình chéo quẩy qua bên này như tắm biển Hawaii đúng không? Nè, tôi nói nghe cái này nè. Thế sáng giờ em bán có được không? Tôi đẹp trai mà đương nhiên bán phải được rồi. Còn chị, sáng giờ chị bán được không? Ý mèn ơi, trời ơi, sao còn nhiều dữ vậy chị? Lẽ chị bị ế hả? Này, hàng tôi bị ế chứ không phải là tôi bị ế, nghe rõ chưa? À, là hàng chị bị ế chứ không phải là chị bị ế đúng không? Trời rồi ơi. Chị ế, chị hàng chị bị ế vậy rồi lấy tiền đâu chị gửi về quê lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn học? Thì bán thâu đêm suốt sáng cũng hết thôi mà anh. Nhìn chị buôn bán tần tảo vậy á, y như là thân cò lặn lội vậy đó. À mà hôm bữa tôi nghe chị hát á cũng hay lắm, sao chị không đi thi hát đi mà chị đi buôn gánh bán bưng vậy chị? Thì tại chưa tới thời. Rồi chừng nào mới tới thời? Thời sắp tới rồi. Sắp tới đúng không? Vậy bây giờ chị hả, chị đứng lên chị hát cho tôi nghe một bài đi. Rồi tôi nè, với lại mấy chị em bán gánh đây nè, mua hết cái gánh của chị chịu không? Anh nói là phải giữ lời đó nha. Rồi, mấy chị em ơi. Ơi, ra đây nghe hát nè. Ra nghe hát kìa. Đây chị em ơi. Rồi chị hát đi, rồi mấy chị này mua hết cái gánh của chị cho. Rồi, vậy tôi sẽ hát một bài. Anh gì ơi, anh ấy cho em tiếng nhạc với. Ủa lộn, chị ơi, cái ông kia ổng lừa mình rồi, ổng không có mua hết của mình đó. Ủa quay trở lại rồi hả? Dạ chào khán giả. Cái gì mà ham tranh giọng đi sợ vậy? Đi bán bánh tiêu bánh bò đi đi, còn phóng ra chào khán giả nó đứng lại bỏ đó. Trời ơi, con ơi con nghi quá, nghiền hơi cái gánh của con là bị mọi người ăn hết đó. Mang ra đây. Ăn hết mừng nhưng có gì đâu. Mua ly xoài. Ca hay quá, về mình ở lúc nào để bán xoài lắc. Anh em ơi, bán em ly xoài đi. Lại giờ ngồi đây thèm quá. Bánh lỗ tai heo, đó xuống mời chú Quang Lê cái này cho con. Chừng đấy nghe con. Té té con té đó con. Kéo té con ơi. Con ơi, đem tiền cho ông Năm nha con. Trời ơi, đại nghĩa cho Liên. Bánh lỗ tai heo cũng phù hợp đó. Ý muốn nói gì đó? Không có cố ý nha, vô tình thôi. Mà thiệt ra nó cũng có nằm trong suy nghĩ của Nghĩa. Thôi Nghĩa ơi, em giải thích ra làm gì kỳ cục. Dạ, đây là lời của anh Linh. Quang Lê ơi, đây không phải là lời của Đại Nghĩa, là lời của Hoài Linh. Dạ, mời mấy cô chú cái ăn thông thả nha. Mà người ta nói thường á là sao anh lên cái câu gì nó phải nói đó. Ăn xôi chùa nghẹn họng. Ăn xôi chùa nghẹn họng đó.
Mấy cô chú góp ý sao cho con nó vui à? À, nhất là chú Lê đó, lỡ ăn miếng bánh rồi đó. Dạ mời chú Lê nói trước luôn á. Nói sao coi cho đặng thôi chứ ăn công của người ta gánh ra. Không, không phải miếng bánh mà khen đâu. Thật sự là tôi đâu có nói gì đâu. Nói chung là cũng mồ hôi nước mắt của cháu đó. Hồi nãy giờ là chú coi là chú say mê lắm rồi. À, từ cái thoại kịch là chú đã thích lắm rồi. Con đóng rất là tự nhiên, rất là duyên dáng. Chú rất là thích con mà con hát cái giọng ca phải nói nó tuyệt vời lắm, mà hay lắm, mà cao lắm, mà tuy là con không cao nhưng mà tiếng hát của con rất cao. Chú rất là thích con. Dạ con cảm ơn chú Phong Linh. Dạ mời anh Linh ý kiến luôn ạ. Thật sự ra thì cái giọng của con là chú rất là thích, là tại con giọng con rất là khỏe. Con đã thể hiện được cái bài hát này rất là tốt. À, dạ con chú... cảm ơn chú Hoài Linh. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cảm ơn những lời góp ý của các vị giám khảo dành cho tiết mục của Yến Vy. Rồi đi. Trời ơi. Bye bye các cô chú. Chào con. Trời ơi hôm gió nữa kìa. Rau bạn đi không? Con rau nữa. Rau coi 2, 3. Ai bên trắng tròn cóc ngon. Mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau, cánh rung môi tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng. Hương vị muôn nước lèo đã sang quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao du khách. Điệu múa lâm tốn đêm chùa giới cai hỏi nói nhân ân tình. Một tràng pháo tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người là lấy dân số đè luôn. Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết cừ cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa. Những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái dàn bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội. Ông thấy chỗ nào không được, ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người, đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp. Tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái, tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay. Nó nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái, bởi vì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ con giật mình. Nó duyên lắm. Cảm ơn cô Diệt Hương, còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là
con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con, nhất là mình hát cải lương nữa đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như thế nào mà đã lên tới đây rồi mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm, bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tâm đô thứ thôi, là cái dây đó là tâm đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bay Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tâm đô thăng thứ, nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại, tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng hô tay nữa cho Trung Hậu. Hồng Hải Nhi, mau trả sư phụ đây cho ta. Hồng Hải Nhi. Cá con hỉ độc kia, ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám xông vào động của ta hả? Hồng Hải Nhi, năm xưa ta giặc gia của con hai vậy là ngu Mai Dương, từng kết nghĩa huynh đệ, hai vậy đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang Đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo hồ ly tinh rồi, ta không có cha. Bậy. Hồng Hài Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con đó mà. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta? Con của ngu Mai Dương đấy sao? Này nhóc con, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Mạnh dữ. Tuy ta còn nhỏ nhưng ta có lửa khôn hồn, thì biến ra khỏi đây mau. Nếu không ta sẽ phun lửa đốt ngươi cháy sắp mặt bây giờ. Hồng Hài Nhi, lửa trên lò lưỡng đen của Thái Thượng Lão Quân, lão tôn ta còn không sợ thì huống chi là lửa của tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi, làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. Lâu la, lâu la, lâu la đâu, tại sao để ta la lâu quá vậy? Dạ. Đại Dương, trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi, tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây, đốt cháy cái không khí đồn này cho ta. Hãy xem đây. Hồng Hài Nhi. Thôi. Ôi da, sao cha đánh hết gì kỳ vậy? Người ta đâu rồi nha? Hãy xem đây. Không phải nhỉ? Để ta coi cuối cùng có gì. Hồng Hài Nhi.
Hồng Hài Nhi không được hỗn láo với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Hồng Hài Nhi, người có biết mình vừa gây phải tội lớn, hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hài Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dại, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hài Nhi. Con dại cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con, Hồng Hài Nhi. Cha, mẹ, cứu con. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hài Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngưu Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch, ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ, ta sẽ gọi Hồng Hài Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha, mẹ. Hồng Hài Nhi, con không muốn xa cha mẹ đâu. Hồng Hài Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hài Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha mẹ. Ông ơi Nhi. Cha ơi, mẹ ơi, trước đây con ngỗ nghịch quậy phá tâm linh, không nghe lời cha mẹ. Bây giờ con hối hận lắm rồi. Cha, mẹ. Hồng Hài Nhi. Hài Nhi, ngàn vì sao lung linh quá, ta
Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Còn ngoài ra các thành viên của vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt cũng như là những diễn viên trợ diễn. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời. Trời ơi, chắc. Trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này sao đều đẹp. Sao mà đồ gì mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ hả cô? Không, bây giờ phải selfie. Bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi... Đi may đó. Đi may hay may đi gì vậy? Vậy đó. Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1, 2, 3. Giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi. Kế bên có Quan Âm Bồ Tát. Rồi tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm. Tưởng bà là con yêu nhìn nhện không? Giấu không? Thấy không? Trời. Công nhận không em? Khoan, tự nhiên tóc tai xỏa rủ rượi đứng cái đó. Giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được giống. Đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải tu luyện, phải học bao nhiêu và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết. Một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tôn Ngộ Không đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tôn Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đoan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tôn Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay. Đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại, cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ 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 của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được, con rất là thông minh. Con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Ơi, ngứa quá thôi, không mặc được không? Không khó mặc chịu được lắm. Không? Đấy, không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế giờ làm gì là hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Dạ. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à. Thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết, cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô Ốc hiểu được điều đó. Vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à. Tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc, nhưng mà được làm với một màu sắc khác, rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc của một bài hát rất là hot. Cá nhân cô Ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này. Nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm. Con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá à.
Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Ông Nguyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với Tiêu Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình, cũng như là các cô chú của Vũ đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Con cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao? Con. Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Giúp con gì? Hết luôn rồi hả con? Không biết. Ta mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy á. Mấy bữa nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ, hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú, lại hôn mọi người một cái. À, rồi thôi bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi. Ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Nguyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong và chờ đợi kết quả chung cuộc nha. Một lần nữa chúc mừng con. Giàu sang đón mùa xuân lâu, nghèo không có mùa xuân đâu. Hai kiếp đời, người thì đỉnh núi, kẻ thì vực sâu đớn đau. Còn tôi nghe xuân đến nhưng cứ sao lòng man mác buồn. Tình nhân không chân bước vào thành không, hồn chợt thấy buồn mênh mông. Đêm bán cả cuộc đời, nghệ sĩ cũng nhạc lời ca cho thế nhân. Gió bàn chân hôn lên hoa đào, như tiếng yêu thật ngọt ngào. Hay buồn sao xuân có hoa, cớ sao ta thiếu tình. Mùa xuân ơi mang đến chi với ta niềm đau phũ phàng. Ngồi ôm núi tiếc thương về cố nhân phút chốc cơn muộn màng. Mùa xuân đến hàng năm thiếu tình.
mùa xuân ơi mang đến chi với ta niềm đau phũ phàng. Ngồi ôm núi tiếc thương về cố nhân phút chốc cơn muộn màng. Mùa xuân đến hàng năm vũ đoàn Phương Việt và xin chúc mừng cho Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Cầm cái dù gì rồi sao che mưa con? Cái giọng hợp ghê luôn á ha. Từng cái luyến mà đổi từ âm trung qua giọng gió, hai đứa cũng làm mà mấy cô cái đồng ơi, đồng âm hát một bé nhau. Miền Nam, một bé miền Bắc. Rồi bé ở xanh miền Nam. Dạ, đây là bé Ngọc Diệp. Ngọc Diệp là quê đâu con? Miền Nam là bé áo đỏ. Dạ con ở Hà Nội. Ủa sao nó giọng miền Nam luôn kìa. Vậy đó nó mới ngộ cô ơi. Bé Ngọc Diệp là quê Hà Nội này nha. Thanh Thủy con quê đâu? Dạ quê con ở Quảng Nam Đà Nẵng. Ngộ nghĩnh lắm. Như là từ các miền các nơi đâu tự nhiên tụ về trong cái chương trình này rồi mình bắt cặp với nhau. Mà hai con rất là gọi là y như là chị em sinh đôi vậy đó. Mọi cái nó hòa quyện với nhau lắm. Gương mặt cũng vậy. Ha, chỉ có một cái là con bé bên đây nó nở hơn bé bên đây một chút thôi. Lúc đầu là cô bị tập trung qua bạn Ngọc Diệp nhiều. Nhưng mà một hồi bắt đầu cô cuốn luôn. Cô nhìn luôn cả hai bạn, xong cô nhìn sang Thanh Thủy. Mà một hồi cô nói chút đại nghĩa là ủa sao nhìn giống Đan Thanh Nguyễn. Đâu có cô Trang. Có đẹp hơn. Nhìn Thanh Thủy nãy em nhìn thấy giống Diệu Nhi. Có nét là giống cô Diệu Nhi á. Nhưng mà nói thiệt là hai đứa con hát hay lắm. Chính xác. Ban đầu á là bé bên đây bé Ngọc Diệp là chú nghĩa trời sao giọng con bé hay quá, luyến lấy này kia hay quá. Hơi sau tới bên đây con bé Thủy cất giọng lên hay không kém, mà có điều là hơi gấp ý chút xíu nha. Giống như mấy cái bà vũ công á nhìn mình chắc là cũng cười khinh bỉ hay sao á. Thấy cái kết không? Không cười hết mà che miệng vậy nè, cười không chắc người ta làm cho nó ra vai á chú ơi. Nói chung là cô rất là thích cái tạo hình của tụi con, bởi vì cô rất là thích văn hóa của Nhật. Thì đối với cô là cái văn hóa Nhật nó rất là hay, mà thầy Quốc Đại cực kỳ thông minh trong cái tiết mục này, là từ cái ca khúc của chú Thanh Sơn mà làm ra theo cái kiểu Nhật ha. Chỉ có điều là nếu như cứ hát hai người trở lên là phải cố gắng có bè, nó sẽ tạo cái cảm giác nó hấp dẫn hơn cho người nghe. Còn lại mọi thứ rất là dễ thương, rất là đẹp, hát rất là tốt, ngọt ngào. Cảm ơn tụi con. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Thì Đạo Duy có một cái điều là thấy thầy Đại rất là thông minh và rất là thương yêu các bé, là tại vì bé gốc miền Trung, đứa bé gốc Hà Nội, mà giờ không lẽ hát nhạc gì thì mất công là chị em mới tị nạnh thôi, đưa ra Nhật Bản hát luôn. Nhưng mà đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn của thầy Quốc Đại dành cho tụi con. Không, thật sự là khi mà Quốc Đại nghe bài này thì rất là thích, mà mình không bao giờ hát được bài này đâu. Tại thấy không có hợp để nữ sẽ hát bài này sẽ truyền tải nó hay, nên khi mà gặp hai giọng ca này, khi mà chọn về đội được về hai con thi là lúc đó là chưa chọn về đội thầy, thì thầy đã nghĩ là sẽ làm bài này cho con rồi, bởi vì thấy tự nhiên thấy rất là hợp để mà mình có thể làm, mà cũng may mắn là giành được từ thầy Nam Cường luôn. Mất hai gấu bông mà về đội của Quốc Đại. Thầy Cường có đòi không? Dạ không. Đúng rồi, chia tay không nên đòi quà con. Cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con.
Thầy đang nghĩ nãy giờ ngồi ở trên ghế mà như khớp con ngựa ô vậy đó. Không mới có thay... khớp với con chứ không phải con ngựa. Chứ không phải khớp con ngựa mà là khớp với con. Trời ơi con bé nó nhỏ xíu mà sao nó hát máu lửa sung quá hay quá. Con mấy tuổi rồi Trâm Anh? Dạ năm nay con 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi mà sao nhỏ xíu vậy? Ngày ăn mấy chén cơm? Dạ ngày ba bữa. Ba bữa một bữa. Một bữa, bữa mấy chén? Một bữa là một chén. Chú Nghĩa dòm tưởng con chắc cũng chừng 5 tuổi hay là 6 tuổi thôi, chứ không nghĩ là con tới 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi rồi, lớn quá trời lớn luôn. Cái bài này thật ra nó không phải là dễ hát đâu. Chú Nghĩa từng hát bài này rồi. Chú Nghĩa biết cái nhịp nó cũng khó, mà cái lời nó nhanh, nó nhanh 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 liên tục, mà từ lời này qua lời kia nó cũng giống giống nhau. Mà một cô bé 8 tuổi rưỡi như con nhớ được hết cái lời ha, rồi con nhớ đúng cái nhịp, cái tiết tấu, rồi để con hát cho trọn vẹn cái bài này là một cái điều mà chú Nghĩa cảm thấy khớp với con lại vậy luôn á. Chỉ có một cái điều duy nhất chú Nghĩa hơi tiếc chút xíu thôi. Khi con diễn cái bài này, con ít có giao lưu với mấy cô chú xung quanh, và đặc biệt là hai cái con có vẻ như con ngựa phía sau lưng con đó. Nhìn không biết đó là con gì luôn con, nhưng mà nói chung mình biết rằng đó là hình tượng của hai con ngựa. Và nếu như có những cái nhân vật nào hỗ trợ cho mình như nhân vật hai con ngựa vừa rồi á, thì mình cũng quay qua mình diễn với hai con ngựa cho cái tiết mục mình nó thêm sinh động con ha. Cảm ơn chú Nghĩa. Bạn Trâm Anh hát là cô Hốc thấy thầy Cường ngồi bên kia mặt căng, tập trung. Hiểu mà, thương giống như thương con đúng không thầy Nam Cường? Rồi em tưởng em đi thi không á. Lo chứ đúng không, mà gặp bài này khó quá. Và cô Ốc nghĩ là bài hát này khi lên sóng cũng là một cái màu sắc rất là mới. Vì bài này thường người lớn hát á thì nó khác, nhưng mà qua con nít hát mà lại có thêm cái phần sáng tạo là thấy hai người xong cái sau là con không biết à nha. Có hai người con không biết à nha. Rất là dễ thương và nó là điểm nhấn của bài này. Và cô chúc mừng Trâm Anh với tiết mục này nha. Cảm ơn cô Ốc. Cô thấy là ở con có một cái bản lĩnh rất là tốt trên sân khấu. Có những cái đoạn con hát á mà nó cao quá, con xuống tấn để con thay lấy cái hơi nó hỗ trợ cho con thêm. Thì đó là những cái điều cũng rất là chuyên nghiệp á con. Cố gắng hơn nữa nha, nếu có cơ hội vào vòng trong ha. Dạ, thầy Cường thấy phần thi của bé như thế nào ạ? Thì Trâm Anh đã khá hơn rất nhiều so với lúc mà mình tập với nhau. Trâm Anh làm máu lửa hơn, gằn ghiếc này kia nó cũng nét hơn những lần trước. Con là một trong những bạn gọi là bản lĩnh nhất ở trong lớp của mình, cho nên là khi mà con ra thi thầy không có quá lo lắng cho con, bởi vì cái bản lĩnh của con có. Thầy chỉ lo nhất là cái việc mà lên sân khấu con có lửa hay không thôi. Thì nếu như mà con được các thầy cô chọn hoặc là có một cái sự may mắn để vào vòng trong, thì hy vọng rằng thầy và con sẽ nhớ những cái điều đó để mình làm tốt hơn nữa con nhé. Thưa quý vị, đây chính là phần dự thi của thí sinh Trâm Anh đến từ lớp học Xì Trâm. Một lần nữa chúc mừng con, và bây giờ mời con có thể cưỡi ngựa để di và chuyển vào bên trong chờ kết quả nha. Mời con. Okay.
buồn ơi nhớ mãi ngàn sầu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời nhận xét đến từ cô hiệu trưởng nha. Mời cô Đoan Trang ạ. Chào con, chào Thái Hà. Con năm nay bao nhiêu tuổi con? Con năm nay 11 tuổi. Con 11 tuổi, con ở miền Bắc vào hả? Dạ không ạ, con ở miền Trung. Tỉnh nào? Dạ tỉnh Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh, ok. Đẹp trai quá à. Tóc của con nè, rất là đầu tư, cắt có cái đường éo bén ở đây, model ha. Rồi bộ đồ rất là trang nhã, rất là sang trọng. Cô rất là thích giọng hát của con, vang như là cái tiếng chuông vậy đó. Với cái chất này nè, là có thể khai thác những cái khác nữa. Bởi vì sao? Những cái luyến lấy của con cũng vẫn rất là hay, nhưng mà chưa đủ cái nét sâu, nét bén. Cho nên cô cho là hai thầy trò cứ tìm hiểu nhau nhiều hơn, để cô muốn nhìn thấy được cái khả năng của con trong cái chương trình này như thế nào nha con. Cảm ơn cô. Thầy Đại Nghĩa, coi con hát cái bài này, nhất là mấy cái cô chú phía sau minh họa đó. Thầy nhớ là ngày xưa khi mà mình còn đi học cũng vậy, những người bạn cùng lớp cũng đùa, cũng nghịch, thậm chí là còn nhiều hơn như vậy nữa. Làm cho tất cả những người đã trưởng thành, những người đã rời xa mái trường, nhớ lại về một cái thời kỷ niệm. Đẹp trai, sáng trưng, ha, hát hay nữa. Thì chú Nghĩa nghĩ rằng mọi người khi coi chương trình này sẽ rất là thích con luôn đó nha. Chúc mừng cho cái bài hát hôm nay của con đã hát rất là tốt. Bây giờ con sẽ nghe cô Vân nhận xét nha. Với tuổi của con nha, có thể hát bài hát này, nhưng mà không có nghĩa rằng mình hát một bài buồn là mình phải buồn từ đầu đến cuối. Là do bình thường con là một cậu bé ít cười, hay là do vì hôm nay mình hát bài này cho nên là mình bị buồn hơn bình thường con? Tại vì làm cho con một cái tiết mục là quay về trường cũ với những cái ký ức mà vui như vậy, nhưng mà cuối cùng con có một mình đó, thành ra buồn luôn, mặc định buồn luôn. Và thật sự là ở ngoài con cũng là một cậu bé, mặc dù rất là sáng sủa và nhưng mà hơi là rất trầm là tính. hiền và trầm tính, rất là thông minh khi mà khi Quốc Đại hướng dẫn về những cái luyến hay là những cái nghỉ hơi hay là những cái nhấn từ thì bé rất là nhanh để tiếp thu. Và hôm nay thì thầy ngồi trên đây thì thầy có cảm giác là con còn thiếu một cái xíu lực. Đúng ra con có, thầy nói như vậy thôi, nhưng mà đối với con làm hôm nay thầy rất là vừa lòng. Thôi bây giờ về nghe, không lo gì nữa hết trơn. Lại cảm ơn thầy Đại, cảm ơn thầy Lộc, cảm ơn cô Thảo đi. Chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, tạm chia tay với thí sinh Thái Hà. Ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo.
đẹp quá à. Để mơ
son. Hạt mưa thấm đất, hạt còn chơi vơi. Chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Xưa sinh ra mang phận là người, từ thuở hồng hoang đến với đất trời. Mang thân trai trên đầu đội trời, bàn chân ta đạp đất ra. Trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đồi nương sông núi treo leo. Theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo. Xưa từ theo mẹ ra riêng hại mịt mù sóng sờ. Ngại do ba đào không chùng bước hy sinh. Tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa cháu tiên con rồng nguyên một lần vượt sóng to trùng dương. Gâm qua như rồng lượn quanh ta, như rồng lượn quanh ta dương ngang sơn hà. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha.
tha. Dân là máu xương, là hơi thơ muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, Trần Hưng Đạo sẽ chém tan thay cái lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam. Kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân ngâm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đồ, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh gươm, chiếm tàn quân thù còn cho chúng bay. Thôi cái lợn nước Nam Hưng Đạo Dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch, báo hoàng ưu. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, dạng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng ngô cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt lòng phù sa tươi bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn nó nữa. Đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc mang hồn Việt Nam, Việt Nam ngâm hồn, Việt Nam các dân tộc chính nhà Việt Nam, Việt Nam.
tộc chủ nhà Việt Nam. Đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc lại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền 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 rền. Nhưng con thì không. Vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin chân thành với cô. Đại tài hai hoa
ơi, hôm nay là một điều bất ngờ nữa Quang Hiểu đã mang đến cho chúng ta với tiết mục Chầu Văn này. Quang Hiểu là người miền Nam, phải phát âm tiếng Bắc và nhập vào trong cái không gian của cái thể loại. Thì đây là một thể loại rất là khó mà con làm rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Chú xin chúc mừng con. Trang phục của con cũng chỉnh chu, nói chung áo, váy. Nhưng mà chỉ có chú tiếc cái này nè, cái đoạn cuối mà xe loan thanh giá hồi cùng. Đó, giá như con cầm cái quạt luôn, con che lên thì nó đẹp hơn. Bởi vì thay vì cái khăn phủ diện màu đỏ thì con cầm cái quạt con che lên thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm ơn ý kiến của giám khảo Hoài Linh. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe xem hai vị giám khảo trong số 4 vị đây dành cho mình bao nhiêu điểm nha. Xin mời cô Thanh Hằng. Cô sẽ gửi cho con 9,75. 9,75 từ giám khảo Thanh Hằng. Mời chú Hoài Linh. Cô gửi cho con 9,75. 9,75. Chúc mừng con nha. Còn cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Đó chính là Trúc Mai. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cái bài này chú Nghĩa nghe nhiều lắm rồi, nghe rất là nhiều người hát, từ người lớn cho tới các con, trong nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà mỗi một lần nghe chú đều có cái cảm xúc nó như nhau cả. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái hoạt cảnh này, khi mình nghe cái giai điệu này, cái ca từ này, thì mình nhớ lại những cái nơi mà mình đã đi qua, những cái vùng lũ mà chú Nghĩa đã từng đến. Thì ở đó bà con người ta cũng đã có rất là nhiều nỗi cái thống khổ như vậy. Nhưng mà cái điều hay ở đây là con là một cô bé còn rất là nhỏ. Không biết rằng con đã từng đến những cái vùng lũ như thế này bao giờ chưa? Các con đã từng chứng kiến người dân đau khổ lao đao như thế nào mỗi cái lần thiên tai như thế này hay chưa? Mà con có được cái cảm xúc như thế trong cái giọng hát của mình, trong cái sự biểu cảm trên gương mặt của con. Con được lợi thế là cái gương mặt của con nó rất là thiện cảm với người xem. Cái gương mặt rất là đào thương. Cái mặt y như cô Việt Hương. Chú bị tuột mút luôn con. Cô nghe Hương xong mà tuột lúc con luôn. Vừa xuất hiện cho cô nói trời sao giống tôi thu nhỏ, năm nay con 42 tuổi chưa. Bạn mới có 10 tuổi à chị ơi. Nhìn như giống y như cô Việt Hương nha, tại vì cô thích bận áo bà ba đó. Không biết bình thường khi con mặc trang phục của con á thì như thế nào, nhưng mà khi con mặc cái trang phục này trên sân khấu, áo bà ba và cột cái tóc kiểu này, nhìn con rất là hợp cảnh, hợp tình, hợp ý tất cả mọi cái. Việt Hương hát nghĩa. Chị nó nghe là cho em đầy cảm xúc em nói với con được không? Tại tôi thấy tôi bận áo bà ba mà sao không, tôi không được so sánh thì... Không, chị bận đồ bà ba là giống bà hội đồng hơn chị ơi. Trời ơi chị đó. Lâu lâu cho tôi đẩy xuống thiếu nhi thích rồi. Thích bé cái mặt thích thánh thiện. Con thích cô không? Dạ thích. Đó thấy chưa, thích giống á. Thường thích hay giống lắm.
thì với cái gương mặt này của con và với cái giọng hát này, con hoàn toàn có lợi thế với cái dòng nhạc dân ca trữ tình, mà đặc biệt thầy con là thầy Quốc Đại nữa. Trời ơi, vô cái này là trùm phé luôn rồi còn gì. Thì đâu có gì để nói. Bởi vì chị thấy giống chị là chị thấy êm rồi. Áo bà ba được cái đẹp lay chàng qua cái màu sắc là của con bé Tommy. Đứng cái đứng tướng dẹo 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 đứng dẹo dẹo nữa. Bận bồ bà ba ra mà diễn, trời ơi, thấm đậm. Mặt thương dễ sợ. Tràn ra tới đây mà cái mặt nước lũ dâng cao là cao tới đâu bắt nước tới đó. Hiểu không? Thấy thương hết sức luôn. Dạ. Biểu cảm tốt, đẹp gái, bận bồ bà ba chịu quá rồi đẩy ra nguyên một tớp diễn phụ trợ nữa. Cô My thấy sao cô My? Dạ em là em chịu từ vòng trước kia chị, mà không bấm về đội em buồn hết sốt chị á. Tại sao vậy My? Vòng trước là em với anh Đại là giành giật nhau mà muốn sao lộn luôn. Con tại sao con không quyết định, thường là con nít là thích mấy cô đẹp lắm mà sao con không quyết định về đội cô My? Dạ tại con thích chú Đại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao thích chú Đại hơn? Đẹp trai. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, tôi té ghe luôn, tôi té ghe luôn. Trời ơi, bá nịnh thầy mà nịnh ra mặt của ông tới đâu, thời của Đại tới đâu. Cô Việt Hương với lại chú Đại Nghĩa đó, à con thích ai hơn? Con thích cả hai. Yeah, băng tiền, băng tiền, băng tiền. Giữa cô Đam Trang với chú Minh Xù con thích ai hơn? Con ai con cũng thích hết. Ừ, trời, bà này được cái dễ dãi. Quá hậu thân thiện là con đó. Đây, trao luôn nguyên cái dương miệng. 10 điểm ứng xử là con đó. Xin được chúc mừng Trúc Mai, cảm ơn con với tiết mục của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tiết mục tiếp theo quý vị nhé. Xin mời. Mơ một
ngày trời đẹp nắng lên, mái lá nghèo không còn giá lạnh nữa. Theo hương khói bay bay, trời sao bài cánh lá lai cho quan nghiệt lâm tay, giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay. Lòng không trong mơ ảo mơ màng, con thấy lại mẹ cha. Dù mang thân diện sư, hồn vẫn ở quê nhà. Trời tan cơn mưa thì trời lại nắng, nhưng con biết tìm đâu cha mẹ ở trên đời. Trời không xa mưa giông nơi quê người xứ lạ, con vẫn nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Bao năm con đợi con chờ, cha mẹ xa mãi con vẫn chờ ngàn năm. Và đó chính là Trung Hậu. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Con biết là lúc con hát á, cô Hương phải kêu tất cả mọi người nhìn giùm tôi có thằng bé hay là một cái ông cụ 60 mấy tuổi bận bộ bà ba đứng hát. Cái giọng con nó già tới như vậy, mà điều quan trọng là con giống cực kỳ Hoài Linh đó con biết không? Bận cái bộ bà ba nâu, ốm tăm ốm teo, đứng ở trên cầu tôi lo hết sức, tôi sợ gió rớt ông xuống dưới. Rồi ông đi lẩn thẩn ông xuống đây, ông hát. Tôi cứ hỏi nó chắc nó 60 mấy rồi. Chiều tới cái ngày mà chiếu cái này nè, cô cầu mong cho nó mưa thiệt. Rồi ngồi ở nhà rồi mở con lên con hát. Con cảm ơn. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái vũ đòn của con diễn sâu lắm con biết không? Cầm cái cây trống trống đi, lâm khum như nè. Thấy thương quá, mặc áo tơi cho vừa lòng. Nó ra đó nó nằm bẹp xuống, trời đất ơi. Rụng tim. Không còn gì để nói nữa. Chắc đè hung. Con trai. Xuống cho tôi hung cái rồi. Đè, cô hung một cái con. Con ở đâu? Dạ con ở An Giang. An Giang hả? Trời ơi cho cô bắt tay con cái nghe. An Giang ở khu vực nào con? Con ở chỗ nào của An Giang? Dạ con ở Kinh Đào. Kinh Đào hả? Kinh Đào, chú nghĩ hay về An Giang lắm. Chúc mừng quê hương An Giang. Có một thằng nhỏ thật thà dễ thương, hát hay đụng nóc nha. Nghe thôi con. Gì để con. Cô đăng trai xin mời cô. Với những cái màu sắc âm giọng như thế này á, là nó lợi thế về cái âm vang sáng. Bởi vì đây là giọng tenor, giọng cao, thành ra là chắc chắn là sẽ bị bất lợi ở những nốt thấp, nốt trầm. Cho nên thứ nhất là mình chỉnh cái tông của bé. Thứ hai nữa là tụi con phải qua nhiều thời gian, 5 tháng, thì tụi con lớn lên, cái giọng của tụi con sẽ đầy đặn hơn. Cái đó là tự nhiên thôi. Còn riêng cá nhân cô thì cô thấy hôm nay con hát rất là cảm xúc. Có những cái giọt nước mắt ở trong câu hát của con, hiểu được cái nhân vật của mình, cái bài hát của mình. Con có cái ưu thế hơn các bạn, đó là con hát được cải lương. Vậy thì cô khuyên con nên tự tin lên. Bạn nào ra sân khấu cũng giống nhau thôi. Mình có lợi thế thì mình phải hiểu được cái lợi thế của mình để mình càng tỏa sáng hơn nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn ban giám khảo. Một tràng hô tay cho Trung Hậu. Chúc mừng con. Mời con vào trong. Chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn, lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Con tên là Hồng Ân, đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 năm 2016 này. Con xin gửi đến quý vị
Một ca khúc được mang tên Chú Voi Con Ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Con này màu sắc quá, lấp lánh quá mà rất là đáng yêu. Mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng ơi, nhận xét cho bé nha. Quá đi à, tự tin hơn cái tuổi luôn rồi đó. Vậy đó. Vậy đó, đơn giản vậy thôi nha cô. Cô thích quá rồi phải không con? Quá thích rồi, chịu lắm rồi. Dạ, không biết cô Đoan Trang có chịu không nha. Cái hơi nó mạnh. Đối với bản thân cô là chắc chắn con sẽ được vào vòng trong để mà con đọ sức với các bạn. Bởi vì con á, cái bài của con có một cái điểm rất rất là gây ấn tượng là có một đoạn lên tông mà con nhảy thẳng lên trên cái tông đó luôn và con bám được trên cái nốt đó, trên cái tông đó một cách chuẩn xác và vẫn đi về chủ âm của cái nốt cuối cùng của bài. Cho nên cảm ơn con, chúc mừng. Con cảm ơn con. Dạ, các vị giám khảo quyết định thế nào? Mời cô Thanh Thằng trước luôn. Cô đồng ý. Cô đồng ý, cô Đoan Trang. Yes. Cô đồng ý, chú Hoài Linh. Đáng lý ra đó là chú không có đồng ý đâu. Tuy nhiên là nhờ mấy cái của con chứ không thôi là con đi xa lắm rồi đó nha. Rồi thôi chú cho con một cơ hội. Chú đồng ý. Chú đồng ý. Như vậy là con có tới 3 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con. Về với đội của thầy Gia Bảo nào. Trời ơi, trời ơi, thầy trò giống nhau quá.